Có tiền chưa chắc đã có tất đâu, vì bạn phải có máu nữa. Ý mình là trong trường hợp mà bạn chơi cờ và đội hình mà bạn hướng tới là Exodia như thế này. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Nhìn highlight chắc là các bạn biết rồi. Đội hình hôm nay mình chơi là Exodia nội tại đắt giá. Đắt giá thật đi vì toàn 5 tiền mà. Thế nhưng mà cái giá bạn phải trả là phải vừa đếp máu tốt ở đầu game, lại vừa phải làm kinh tế tốt. Và video này mình sẽ mở đường dẫn lối để các bạn có thêm lựa chọn dễ dàng giữ máu giữ tiền xoay bài Exodia nhìn sướng con mắt. Lại có chắc chắn 99% vào top nữa. 1% còn lại thì mình không biết. Ăn quá đáng luôn rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vào game thôi. Mình khởi đầu với một puppy cầm cung. Ra quái đầu tiên trả cho mình thêm một Sona, một con bò và một cái đai máu. Mình bán luôn Alistar bắt về những con tướng một tiền cho dễ match với nhau. Ra đầu tiên thấy được khá là nhiều nên là mình tưởng các ra sau sẽ ít hơn, nhưng mà không. Rito hào phóng cho thêm một cái nước mắt với cả một gậy và một giáp máu. Vậy là game này sẽ khởi đầu với hẳn 5 mảnh đồ luôn. Chưa kể là biệt đội vô cực xuất hiện khá là nhiều. Mình bắt về đép máu luôn. Ba biệt đội đầu game mà lên 2 thì cái lobby này khó mà cầu máu được mình lắm. Mồm thơm thì nói thiêng. Game ra luôn cái lõi bùa khuếch đại thời gian. Vừa khít lỗ đít lù xìn lên 2 thì có tối ưu đến các mảnh đồ đang có thì chỉ có điên mới không lấy thôi. Pantheon cũng tự lên 2 luôn. Game cứ gạ gạ mình đào hầm khi mà cả Kêu với Ezio đều có mặt. Nhưng mà mình không nghiện đâu. Đào hầm chỉ dành cho những người cần đi tìm ánh sáng thôi. Nên là mình bán luôn Sona như một lời khẳng định ánh sáng của mình ở đây rồi. Giờ thì lên 4 thì Ezio vào sân rồi tối ưu trang bị. Tất nhiên là có cả giáp lửa cho Pantheon. Cuồng đao và giọt nước mắt cho anh ra đèn hai súng bắn nhanh hơn. Ra skill sớm hơn để hack kinh nghiệm cho mình. Form này quá đẹp để đép đầu game rồi. Tất nhiên là dễ dàng với cả nhà Lulu này nữa. Check lobby thì mình thấy có một ông cũng lấy lõi y hệt mình, mà lại còn có Lucian 2 cầm Sojin với cả găng nữa. Tự nhiên mất hết cả tự tin. Tôi đành về nhà thay Ezio bằng Lee Sin để tanh lâu nhất cho Lucian ra skill vậy. 2.2 mình gặp nhà này có hai đấu sĩ nên là Lucian của mình hack được 4 điểm kinh nghiệm. Và nó tự lên level 5 ở 2.3 luôn. Ôi dồi ôi, có cả quỷ kiếm đắp kim với cả Aurelia Sword ở trong cửa hàng luôn ạ. Nhưng mà mình chỉ cần tanh thôi nên là mình cứ cho á chốc vào sân trước. Đấy, tiếng lạnh đột xa, anh em trong lobby sang xin vía mình liên tục luôn, đâu vui chưa? Giờ thì đi chợ lượt 2.4. Ơ kìa, 3 tiền cầm kiếm mà không ai nhặt à? Thế thì mình xin. Về nhà có luôn Soji cho Lucian rồi. Sau đấy thì mình gặp một nhà hỗn tạp gì mà tanh 3 vệ quân kẹp Pantheon. Chắc là ông này roll không ra lõi Poppy rồi. Nhưng mà cũng trâu đấy, cho mình thời gian hack được 6 điểm kinh nghiệm. 2.6 thì Ezio tự lên 2, mà mình chỉ còn 8 điểm kinh nghiệm là lên 6 rồi. Mình sợ lời nguyền mất trích chức quái như ai đó nên là thôi, up level luôn, thêm Ezio vào cho chắc cú. Thế nhưng mà lo hơi thừa rồi, turn này mình gặp nhà quân cảnh chỉ có 4 chết. Rex tông 3 ở 2.6 với lõi Rex tông luôn. Cơ mà cầm mỗi cái kháng hiệu ứng thế này thì đánh đấm gì. Mình giành chiến thắng áp đảo lại còn hack được thêm 4 điểm kinh nghiệm. Đầu game thì người chơi được cho khá là nhiều đồ rồi nên là round đá này thì chỉ có một cái váy với cả vài con tướng rồi các bạn ạ. Mình lắp luôn thú tượng cho Pantheon rồi làm kinh tế một tí, bán CV ở những giây cuối cùng dù nó chưa lên được 2 để đủ 30 tiền. Xong round sau nó lại ra CV ạ, cay chưa? Cay. Nhưng mà thôi, có sen ăn ủi mình thay luôn sen vào trong sân. Đây rồi, người anh em sinh đôi cũng Lucian đang hack kinh nghiệm, cũng 100 máu cháy ở ngực như nhau luôn. Khác mỗi cái là ông này 50 tiền rồi, còn mình thì có 35 tiền thôi. Nhưng mà cũng khác nữa là đội hình của mình tách cứng hơn nhiều. Đằng sau thì anh ra đen cầm Sojin với cả cuồng đao xả skill liên tục. Bên cạnh thì có cả Ezio phụ đam nữa. Thì bên ấy vài giây thôi là mất hình mất dạng rồi. Đấy, khác nhau là chỗ đấy đấy. Giờ thì chỉ còn mỗi mình Witchick 100 máu thôi. Mình bán luôn 2 CV trên hàng chờ cho tròn 40 tiền thì lượt roll lõi tiếp theo lại ra luôn trái tim vô cực tặng kèm 1 CV ạ. Chớ treo thực sự ấy. Thôi thì cũng được, có 5 biệt đội rồi thì giờ mình up 7 là còn 32 tiền. Ô biệt đội thứ hai lại còn ở trên hàng tanh nữa thì càng trâu, cho Lucian thoải mái spam chiêu mà hack thôi. 2.3 mình gặp nhà Lulu và giờ thì Lulu 3 lại còn kẹp siêu nhân rồi. Tuy là hàng tanh yếu nhưng mà Lulu siêu tăng trưởng càng trâu. Và thế là mình gục ngã ở Witchick 6, may là vớt vát được 4 điểm kinh nghiệm. Tân tiếp theo thì không có gì để nói lắm. Nhà này reroll Ash nhưng mà yếu xìu ấy. Lại còn đen gặp mình thì bị đấm vỡ mồm rồi. Lượt đi chợ này thì mình lấy cái cung về để hướng tới một đồ đam nào đó. Cửa hàng có mít pho tơ nên là mình lấy luôn để thay chỗ Lee Sin. 5 biệt đội cùng Achok là tanh đủ rồi. Giờ thì bài mình đang yếu dần đi nên là mình cần mít pho tơ để kết liễu được chết nào hay chết đấy. Nhưng mà mình lại thắng vì gặp nhà này có lõi Silas mà lại đổ cho béo vét cầm. Chắc là hôm này định chơi gì ngoại đạo đấy. Mình xin phép khẳng định luôn là không có chuyện mình dính lời nguyền mất trích chất quái như lời đồn đâu ạ. Các bạn nhìn xem cai sa mầm non bắn như gãy ngứa thế này thì tuổi gì ạ, không được mình. Tiếp tục đánh 5 con sói chứ không phải 3 con. Thì mình có thêm một BF với khá tiền.
có Cinderella đấy. Thế là level 7 mình có hẳn 2 con 5 tiền rồi. Thế thì up 8 luôn cho Cinderella vào sân, thêm cái diệt cho Lucian nữa. Đấy, lên 8 mà mình vẫn còn 44 tiền và 95 máu. Để tí nữa thay máu Exodia như đầu video mình khoe với các bạn đấy. Chịu khó chờ thêm tí nữa nhá. Nhưng mà người anh em này, lại một lần nữa là mình mất hết tự tin khi mà đã có dàn vệ quân châu chó rồi, lại còn có lõi hướng đến hồi kết nữa. Ứng cử viên sáng giá top 1 à? Tầm này thì mình vẫn đấm được đấy, nhưng mà không biết là tí nữa có đấm lại mình vỡ mồm hay không thôi. Tới lượt chọn lõi cuối cùng đây, vì mình chưa có lõi đánh nhau nên là mình chọn chiến lợi phẩm để vừa có thể đép tiếp, lại vừa có thể đánh lết. Chọn lõi xong thì mình eco tiền để lên 9 thôi. Tiền còn máu còn, cứ bình tĩnh mà chơi, còn phải chờ xem sự trỗi dậy của những con quái vật trong lobby nữa chứ. Đây thì chưa phải quái vật, cá số 3 phun đồ bổ rất nhiệt tình nhưng mà mục tiêu đơn lẻ nên là không thể clear được hết dàn tanh của mình. Tanh bên đấy cũng bốn đấu sĩ châu bò đấy, nhưng mà Lucian có diệt thì đục được hết. Bên này thì Cinderella còn kéo thêm cả Ugot vào sân nữa, làm team mình áp đảo về quân số, đè bẹp team bạn hẳn 5 chép và win trích 5 cho mình. 4.3 thì mình gặp lại nhà ông Asriron này, trông lõi rõ đẹp mà giờ mới được 8 con. Đổi lại thì Blitz 3 sao 3 đồ tanh trông rất chất lượng, làm đội nhà mình bắn gãy cả tay mới hạ gục được nó. Trong lúc đấy thì hàng tanh nhà mình đã bị dọn sạch rồi. Ashley là không đủ trang bị nhưng mà vẫn cố gắng hạ gục được thêm 3 chép trước khi nằm xuống dưới súng của Lucian. Nói chung là team mình đang lấy thịt đè người thôi, số lượng đủ chất lượng nhưng mà hack kinh nghiệm được 42/80 rồi, ngon quá luôn. Lượt đi chợ này thì mình nhập thêm cái rác 3 tiền rồi trở về nhà tiếp tục up cấp bằng tiền dư thôi. Gặp luôn nhà ấy đang đu trên đấy, ngoại đạo mới được búp gần đây nên là dù gì một nhưng mà bắn đau vãi. Vai thì đột kích hàng sau nên là Midfielder nhà mình chưa kịp tung chiêu đã bị xiên rồi. Nhà bạn có 3 hộ công nên là Lucian của mình bắn như gãi ngứa, không ăn thua. Tuyến phòng thủ của mình bị dọn sạch và đội bạn tràn xuống. Viego không có đồ nhưng mà vẫn dập liên tục và cứ thế là mình thua nguyên sàn thôi. Dã man sức mạnh của Meta đấy các bạn ạ. 4.6 thì mình up được 74/80 điểm kinh nghiệm rồi. Định chờ Lucian hack đủ cho mình lên 9 đi quay qua. Đã những người anh em sinh đôi up 9 rồi, lại còn 50 vàng và đang roll rất là mạnh tay, mã nhìn sợ được chứ. Từ từ chờ người ta cái xem nào. Thời điểm thích hợp nhất để thay máu đội hình đây rồi. Mình lên 9, bán Lucian luôn, nó hết giá trị sử dụng rồi. Roll tướng thay dần. Lắp đồ và lấy thêm cái mảnh giáp từ con rồng để làm cái giáp gai nữa. Tiếp tục roll, cứ nạp tiền là mình bắt thôi. Có bao nhiêu là roll bằng sạch thì mình bắt được toàn đôi thông như là đôi Nunu, đôi Mordor, đôi Cinderella, Ezreal với Fiddle cũng đôi nốt, khiếp không? Vì các tướng carry chưa lên được 2 nên là turn này mình gặp nhà Lulu thì mình bị ăn đấm 2 chết thôi. Không có gì ngạc nhiên cả. Xem một con nào lên được 2 không nào. À đây rồi, Ezreal với Modern Kaiser quá ngon luôn, cho đội 3 tiền nghỉ hưu hết. Tầm này cứ Exodia mà quất thôi, làm gì có chỗ cho 3 tiền. Đúng vậy. Bài mình trông cũng quái vật đấy nhưng mà ông này có kém miếng nào đâu. Cũng toàn 4-5 tiền 2 sao luôn mà. Thế thì mình phải roll lẹ, không là ông ấy bắt hết tướng thì toi. Đây rồi, có Zanna 2, Nunu 2 nhưng mà mình thiếu tiền mua. Lobby Exodia các thứ rồi nhưng mà top 8 vẫn còn nguyên luôn. Thế nên là còn nhiều nhà khỏe lắm. Đây này, ông này 5.3 cũng Ugot 2, Rồng 2, Samira 2 luôn. Mình mà không Exodia thì nhìn thế này cũng khóc thét. Đi chợ 5.4 thì vẫn còn nguyên 7 nhà tranh đồ. Mình ra cuối cùng nên là lấy cái kiếm súng về cho Mordor thôi. Mở cái hòm thì được thêm cái cung xanh cho Ezreal nữa. 5.5 thì mình được diện kiến nhà Exodia hiểm họa đang cháy ở top 2. Mordor Kaiser nhà mình nhận đam từ nhiều nguồn nên là ra skill trước. Khi mà cầm mỗi kiếm súng thôi nên là trừ này không ăn thua. Ezreal không phải chịu bất cứ sát thương nào. Và chỉ với một đợt cung ánh sáng đầu tiên thôi là các bạn đã có thể thấy Mordor và Achok vừa rơi xuống đã ngay lập tức bốc hơi rồi. Nguồn đam còn lại của đối thủ là Fiddle thì cũng bị Leona nhà này triệt hạ luôn. Xong rồi, Fiddle dọn dẹp nốt những gì còn sót lại thôi. Sao mà đỡ được? Hóa ra là trong cái lobby quái vật thì mình là con quái vật mạnh nhất các bạn ạ. Có chết chưa? Mình đổi đồ của Achok sang cho Nunu 2 luôn. Và với sức mạnh áp đảo từ các tướng 5 tiền thì mình xin phép đấm vỡ màu ông Zihin này. Tí nữa thì bỏng luôn. Chấm 7 thì Morgana cho mình thêm cái hòm đồ. Mình roll thêm tí nữa thì có Cinderella 2 với cả vài con 5 tiền nữa. Mở hòm thì mình lấy mũ phù thủy và tất nhiên là mình sẽ cho Mordor Kaiser rồi. Sau rất là nhiều round đánh đấm tàn sát đổ máu thì giờ lobby chỉ còn lại 4 nhà thôi. Mà cũng còn 2 nhà đang hấp hối rồi. Tiếp theo thì mình gặp nhà hiểm họa level 8 Ugot 2 lúc nãy.
Vừa mới mở bát thì ông này đã lốc được Ezreal của mình rồi. Thế là Son có thêm thời gian để tích mana, nhưng mà cơn mưa thiên thạch của Son có chạm vào đến Ezreal đâu. Mordor đập một chùy rất chất lượng xuống gây khá là nhiều sát thương. Bên kia thì team bạn đang bị Nunu dắt mũi, trong khi đó thì Rồng Lộ ra chiêu được 2 lần nhưng mà vẫn không chạm nổi vào Ezreal bên này. Khống chế liên tục được nhồi vào từ Janna. Fit đồ Uwat khiến mặt cờ rối beng. Đối thủ chắc là đang khóc thét vì team mình quá khó chịu với sự phục hồi liên tiếp từ chiến lợi phẩm. Và thêm một đợt cung ánh sáng nữa thôi là team bạn hấp hối rồi cũng bỏ mạng. Gặp tôi thì xin lỗi là bạn lại top 4 rồi. Trong khi đấy thì người anh em sinh đôi của mình bằng một cách thần kỳ nào đấy thì bị ông Zihin kia đấm cho còn 11 máu. Ảo thật đấy. Và 2.6 là ra cuối cùng, mình sắp đôi cả hai luôn. Đội hình Exodia đắt giá quá mạnh cho mình cái top 1 với 71 máu. Đây là cái giá xứng đáng mà chúng ta có được nếu mà biết giữ máu, giữ tiền hợp lý giai đoạn đầu game. Vô cùng mãn nhãn luôn ạ. Các bạn có thể thử cách chơi này và đừng quên là cho mình xin một like nhé.